Kiều Khanh, Hoàng Vĩnh xin kính chào quý khán giả của chương trình tin tức tổng hợp Trà Vinh hôm nay phát sóng lúc 18 giờ 15 phút mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Long An 18 người trong cùng một xóm nhiễm Covid-19. Dự kiến quý 3 sẽ hoàn thành tiêm vaccine Covid-19 cho đối tượng ưu tiên. Thêm 3 cán bộ bị khởi tố trong vụ kê khống mộ giả ở Thừa Thiên Huế. Triệt phá đường dây ma túy khủng nhất ở Sóc Trăng Cảnh báo tội phạm trộm đột nhập nhà dân Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người tỉnh Long An vừa phát hiện thêm 18 trường hợp dương tính COVID-19 sống trong cùng một xóm tại khu vực D8, ấp Phước Lý, xã Phước Lý, huyện Cần Duộc. Theo cơ quan chức năng tỉnh Long An, đây là chùm nghi mắc Covid-19 lớn nhất trong cộng đồng từng được địa phương này phát hiện. Bước đầu, lực lượng truy vết nhận định những người đã dương tính này có khả năng đã lây nhiễm chéo cho nhau trong một thời gian. Người nhỏ nhất 8 tuổi, người lớn nhất hơn 60 tuổi. Ngoài 18 trường hợp dương tính đã được đưa đi cách ly điều trị này, còn có 29 trường hợp tiếp xúc trực tiếp được xác định là F1 cũng đã được đưa đi cách ly tập trung. Bên cạnh đó, có 700 người sống trong cùng một khu vực cũng được lấy mẫu test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính. Cũng trong sáng nay, Long An còn phát hiện một trường hợp dương tính sống tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa. Đây là nữ 31 tuổi, nhân viên bán hàng của một công ty nhựa gần nơi sinh sống. Ngày 17 tháng 6, cô này có tiếp xúc gần với một tài xế lái xe trong cùng công ty, hiện đã được thành phố Hồ Chí Minh xác định là bệnh nhân COVID-19. Thưa quý vị, theo kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 những tháng tới của Bộ Y tế, dự kiến trong quý 3 sẽ tiêm cơ bản hết cho các đối tượng ưu tiên. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý rằng, sau khi đã tiêm hết cho đối tượng ưu tiên, đạt được miễn dịch cộng đồng, Bộ Y tế phải chuẩn bị kích hoạt cơ chế tiêm chủng mở rộng, tức tiêm chủng miễn phí và tiêm dịch vụ, định hướng mới trong triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Về việc lưu hành trong trường hợp cấp bách đối với vaccine phòng COVID-19, Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết hiện việc cấp phép lưu hành các vaccine của nước ngoài tại Việt Nam đang thực hiện theo quy trình khẩn cấp, do đó rất cần thiết phải ban hành thông tư quy định chính thức cụ thể việc cấp phép lưu hành các loại vaccine phòng COVID-19 cả của nước ngoài và trong nước để các hội đồng căn cứ vào đó thực hiện. Đối với các vaccine phòng COVID-19 nghiên cứu phát triển trong nước, luật cũng quy định phải trải qua 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, Bộ Y tế sẽ nghiên cứu để thể hiện trong thông tư do Bộ trưởng Bộ này ký ban hành, trong trường hợp cần các yêu cầu, điều kiện đặc biệt mà pháp luật hiện hành chưa quy định, Bộ Y tế sẽ trình các cơ quan thẩm quyền xem xét. Tiếp tục chương trình với một thông tin được dư luận rất quan tâm. Khi ở thời đỉnh cao với nhiều hoạt động khám chữa bệnh, vào giữa tháng 3 năm 2021, thần y Võ Hoàng Yên bất ngờ bị vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, tức đại gia Dũng lò vôi, tố giác lừa đảo về tiền bạc và khả năng chữa bệnh. Câu chuyện trúng độc này đã gây hoang mang dư luận trong thời gian dài. Để tìm hiểu kỹ hơn, nhiều người vừa đến xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nơi thần y Võ Hoàng Yên từng đến khám chữa bệnh và kết quả như thế nào, mời quý vị cùng đến với thông tin mới nhất từ chương trình. Được biết huyện Bình Sơn từng đưa hơn 60 người bị câm điếc, bướu cổ bại liệt lên trung tâm huyện Bình Sơn để ông Võ Hoàng Yên cứu chữa, nhưng đến nay chính quyền địa phương không ghi nhận được ca nào chữa trị hết bệnh. Trước đó, tháng 7 năm 2020, Quỹ ban nhân dân huyện Bình Sơn tổ chức mời ông Võ Quảng Yên về khám bệnh cho gần 1.000 người dân. Qua hai ngày xác minh, Công an huyện Bình Sơn cho biết các trường hợp trước đó được ông Yên khám chữa bệnh, nhưng đến nay vẫn không khỏi. Người dân không có kiến thức chuyên môn, nghe lời đồn đại bị ông Gió Quảng Yên làm cho tiền mất tật mang, thì đó là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề lớn đặt ra ở đây là tại sao hiệu quả khám chữa bệnh như vậy mà ông Yên vẫn được chính quyền địa phương cho phép hành nghề và thậm chí còn trao tặng bằng khen cho người đàn ông này. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cung cấp đến quý khán giả thông tin mới nhất trong thời gian tới. Thưa quý vị, những bãi bồi ven biển là nơi trú ngụ của các loài hải sản. Khi thủy triều rút xuống để lại một bãi bùn dài hàng chục km, cũng là lúc người dân sinh sống ở bãi biển thuộc ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng tất bật trượt mong mưu sinh. Không biết nghề trượt mông có từ khi nào, nhưng lúc 15 tuổi, ông Trần Cò, 47 tuổi, đã được cha dạy cho cách đi mông, trượt mông. Hiện tại thì ông được xem là một trong những cua rơ trượt mông chuyên nghiệp nhất vùng. Để bắt được nhiều cá, ngoài đi mông giỏi, cần phải biết quan sát nhận diện hang cá. Thông thường, cá bóng biển bóng sao thòi lòi cá ngát hay trú ẩn dưới tán rừng bần. Còn những bãi bồi trơ trọi thường bắt được ốc sò, thậm chí cả cua. Khi xác định được hang cá, ông Cò phải nghiêng người nằm sát mặt bùn, lấy tay mò mẫm theo hàng và rượt đuổi trong bùn để bắt cá. Dù công việc bắp bên và thu nhập không cao, nhưng nhiều người đi mông như ông Trần Cò vẫn quyết bám trụ với nghề. Có khi các người thân cũng khuyên ông rời quê tìm công việc khác để có thu nhập ổn định hơn. Song ông Cò chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Với ông ngày nào còn được cưỡi mông đi trên mặt bùn lầy, còn được hòa mình trong dị mặn của biển là ngày ấy ông còn gắn bó với cái mông con nước. Trong phần sau của chương trình hôm nay, thêm ba cán bộ bị khởi tố trong vụ kê khống mộ giả ở Thừa Thiên Huế. Bắt kẻ trộm 950 triệu đồng để trong ô tô tại Lâm Đồng. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án kê khống mộ giả ở khu vực xây dựng dự án tái định cư phục vụ di dân khỏi di tích kinh thành Huế thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, công an tỉnh này vừa khởi tố thêm 3 bị can. 3 bị can vừa bị khởi tố gồm Dương Nhật Phong, chuyên viên ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế, Nhiều Khánh Phước Hưng và Đoàn Văn Hoài đều là chuyên viên trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế. Theo điều tra ban đầu, lợi dụng chức vụ của mình được phân công, Hưng, Phong và Hoài khi tham gia công tác giải phóng mặt bằng tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bắc Hương Sơ, thành phố Huế, để kiểm kê, xác nhận số lượng mồ mã di dời không đúng thực tế. Trong đó, nhóm trên đã kê 353 mộ giả, làm sai lệch hồ sơ, dẫn đến bồi thường không đúng đối tượng gây thiệt hại số tiền hơn 700 triệu đồng. Cũng liên quan đến vụ án này, trước đó công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố 4 người có hành vi kê khống mộ mã, trong đó có ông Nguyễn Văn Quý, 43 tuổi, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà. Thưa quý vị, trong quá trình tuần tra kiểm soát tình hình an ninh trật tự, lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện một thanh niên khoảng 30 tuổi đang ôm một thùng nhựa màu trắng đi từ vỏ lãi lên bờ, có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Thay vì chấp hành, nam thanh niên trên bất ngờ ôm thùng nhựa nhảy xuống sông rồi bơi về phía Campuchia tẩu thoát. Tiến hành vớt thùng nhựa lên, tổ công tác phát hiện bên trong có 20 gói chứa chất bột màu trắng được ép thành khối với tổng trọng lượng hơn 7 kg. Theo kết quả giám định, toàn bộ số bột màu trắng này là ma túy. Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang đã gửi công văn đề nghị công an tỉnh Kandal, Campuchia bắt bàn giao nghi phạm có liên quan đến vận chuyển ma túy qua biên giới. Công an tỉnh Kandan có công văn trả lời đã bắt được đối tượng Lý Tấn, sinh năm 1991, huyện An Phú, tỉnh An Giang, cùng một nghi phạm khác theo lệnh bắt giữ của tòa án tỉnh Kandan về tội vận chuyển ma túy. Do đó, phía Campuchia sẽ xử lý hai đối tượng này. Phát hiện túi tiền để trong xe ô tô hở cửa kính, Nguyễn Xuân Vũ, 33 tuổi, ngụ tại phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, liên dùng một cành cây nhặt bên đường khều lấy trộm 950 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát. Nhận được tin báo, công an thành phố Bảo Lộc vào cuộc điều tra và vừa bắt giữ được Vũ. Hiện đối tượng này đang bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định được Vũ đang ở tại một nhà trọ trên địa bàn thị trấn Đạ Pri, huyện Đạ Hoai. Lập tức các trinh sát đột kích phòng trọ bắt quả tang Vũ cùng tang vật là số tiền 950 triệu đồng. Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Vũ đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Ngoài ra, Vũ còn khai nhận trước khi trộm số tiền 950 triệu đồng, y còn trộm một chiếc xe máy trên địa bàn phường 1 thành phố Bảo Lộc. Hiện công an thành phố Bảo Lộc đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra để xử lý kẻ trộm tiền theo quy định pháp luật. Thưa quý vị, cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng vừa bất ngờ kiểm tra xe du lịch 7 chỗ biển số 51G75941 tại trạm thu phí ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, phát hiện trên xe có hai đối tượng cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Hai đối tượng trên là Trần Ngọc Đẹp sinh năm 1986 và Nguyễn Thái Dương sinh năm 1981. Qua khám xét, công an thu giữ hai gói ma túy đá trọng lượng gần 2 kg, ba điện thoại di động và trên 25 triệu đồng. Khai thác nhanh, các đối tượng thừa nhận số ma túy đá trên được vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Sóc Trăng để bán cho các đối tượng khác. Mở rộng điều tra, công an tỉnh Sóc Trăng bắt Trương Minh Đạt sinh năm 1987, ngụ thành phố Sóc Trăng khi đối tượng này mò đến nhận hàng từ Đẹp và Dương đồng thời khám xét nhà số 76 trên 23 xô viết nghệ tỉnh thành phố Sóc Trăng do đối tượng Trần Thanh Tùng sinh năm 1981 và Lê Thị Thanh Quyền sinh năm 1995 chủ. Tại đây, cơ quan công an tạm giữ một bịch ni lông bên trong có chứa ma túy đá, 6 điện thoại di động, một cân điện tử trên 131 triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan. Dù việc được công an tỉnh Sóc Trăng điều tra mở rộng. Cũng một thông tin về an ninh trật tự khác hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Trà Vinh tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Đào Trí Tân, 19 tuổi, ngụ khóm 3 phường 5 thành phố Trà Vinh về hành vi cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra do có mâu thuẫn từ trước nên ngày 10 tháng 4 năm 2021, Tân thấy Cam Quang Long 16 tuổi và Nguyễn Trường Sơn 32 tuổi cùng ngụ khóm 6 phường 4 thành phố Trà Vinh đang uống cà phê tại quán nước ở khóm 4 phường 5 nên đến gặp nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn. Trong quá trình nói chuyện, phát sinh bực tức nên Tân đã dùng điện thoại iPhone 6S đánh vào dùng trán của Long gây thương tích. Sau đó Tân lên xe bỏ đi, còn Long được người dân đưa đi cấp cứu và điều trị ở bệnh viện. Đến ngày 22 tháng 4, Long đến cơ quan công an trình báo sự việc. Kết quả giám định tỷ lệ thương tật là 11%. Hiện vụ việc được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Trà Vinh tiếp tục mở rộng điều tra xử lý. Là khách quen hạng sang của một vũ trường tại thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Thị Mộng Linh 41 tuổi cùng chồng là Nguyễn Cao Hoàng 39 tuổi ngụ quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng luôn bao bàn số 13 để buôn bán ma túy và thuốc lắc cho dân chơi ngay tại bàn này. Với hành vi trên, tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tuyên phạt Linh 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và Hoàng 4 năm tù về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Tối ngày 10 tháng 11 năm 2019, vợ chồng Linh vào bàn số 13 tại vũ trường và gặp cô chưa rõ lai lịch, lấy 5 viên thuốc lắc giá 250.000 đồng mỗi viên, lên bán cho khách vũ trường với giá 350.000 đồng mỗi viên. 10 ngày sau, đôi vợ chồng này tiếp tục vào vũ trường, cô nói với Linh là đã để sẵn 13 viên thuốc lắc trong ly thủy tinh trên bàn số 13, nếu bán hết thì có sẵn 64 viên thuốc lắc để trong gói thuốc lá trên bàn. Sau khi cô đi, Linh lấy 6 viên ma túy trong ly trên bàn để khách vũ trường đến lấy sử dụng. Hoàng vừa lấy một viên thuốc lắc chưa kịp cắn thì bị bắt. Cũng theo cáo trạng, ngoài con chung với Hoàng, Linh còn có một con riêng, còn Hoàng có một tiền án, một năm, sáu tháng tù về tội cướp tài sản. Trong phần sau của chương trình sẽ có Chú chó lông xù mang tên người, lục xác ngoạn mục Cảnh báo tội phạm trộm đột nhập nhà dân chương trình xin được tiếp nối với các thông tin quốc tế đáng chú ý. người đứng đầu bộ ngoại giao đức Maas vừa bày tỏ lạc quan vào khả năng đạt được thỏa thuận ngay cả khi iran vừa bầu tổng thống mới. ông Maas đã đưa ra nhận định trên trong cuộc họp báo chung ngày hôm qua với người đồng cấp mỹ anthony blinken đang đến thăm thủ đô berlin nước đức liên quan đến vấn đề này iran ngày hôm qua thông báo trong khuôn khổ các cuộc đàm phán nhằm khôi phục kế hoạch hành động chung toàn diện mỹ đã đồng ý dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực khai thác dầu mỏ và hoạt động vận tải của tehran cũng như xóa tên một số nhân vật cấp cao trong danh sách đen truyền thông nhà nước Iran dẫn lời ông Mahmoud Vaezi, chánh văn phòng phủ tổng thống Iran, cho biết giới chức hai bên đã đạt được một thỏa thuận dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực bảo hiểm, dầu mỏ và vận chuyển được áp đặt dưới thời tổng thống Donald Trump. Theo đó, khoảng 1040 lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ. Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin trên. Một nghiên cứu mới của Đại học Oxford vừa khẳng định vaccine COVID-19 của hãng AstraZeneca có hiệu quả trong việc chống lại biến thể Delta và Kappa, được phát hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ. Hãng Reuters cho hay, Đại học Oxford đã tiến hành nghiên cứu khả năng vô hiệu quả biến thể Delta và Kappa của các kháng thể đơn dòng trong máu hai nhóm đối tượng. Một là những người mắc COVID-19 đã hồi phục và hai là những người được tiêm vaccine AstraZeneca. Kết quả cho thấy, vaccine của hãng có hiệu quả bảo vệ con người trước hai biến thể nói trên. Mới đây, trưởng nhóm khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo biến chủng Delta đang trở thành biến chủng gây bệnh COVID-19 chủ yếu trên toàn cầu hiện nay. Các chuyên gia y tế cũng đang lo ngại trước tình trạng số ca nhiễm biến thể Delta Plus, biến thể Delta có thêm khả năng đột biến được phát hiện ở Nepal, đã xuất hiện ở nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Nga, Nhật Bản. Ngoài Ấn Độ, Delta Plus cũng đã được phát hiện tại chín quốc gia khác trên thế giới. Sau khi xuất hiện liên tiếp vụ việc hành khách đánh nhau và tấn công tiếp viên, các cơ quan đại diện cho ngành hàng không Mỹ vừa yêu cầu chính phủ phải thật mạnh tay, xử lý theo hướng đưa ra khởi tố công khai và phạt án tù. Theo đánh giá, đây là giải pháp có thể giúp ngăn chặn tình trạng gây rối trên các chuyến bay và giúp hoạt động di chuyển bằng đường hàng không trở nên an toàn hơn. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ, gọi tắt là FAA, ghi nhận sự gia tăng nhanh của hành vi nguy hiểm và ngỗ ngược từ hành khách Tính tới ngày 25 tháng 5, FAA đã tiến hành điều tra 394 vụ hành khách có thái độ ngỗ ngược trong năm nay. Con số này đã vượt qua tổng số vụ FAA điều tra trong cả năm ngoái. Những hành vi bất hợp tác nghiêm trọng được FAA điều tra bao gồm tấn công các thành viên trong phi hành đoàn và cản trở nhân viên tổ bay làm nhiệm vụ. Những hành vi ngăn ngược của hành khách trong năm tháng đầu năm nay cũng đã tăng hơn gấp đôi so với con số toàn năm 2005. Thưa quý vị, một chú chó giống Shizu, 11 tuổi, có tên là Simon, vừa được đưa đến một trung tâm cứu hộ thú cưng ở thành phố Kansas, Mỹ, sau khi người dân địa phương tìm thấy nó lang thang trên đường phố. Thoạt nhìn, nhiều người có thể liên tưởng đến một con cừu đã lâu không được cắt tỉ lông, nhưng sau khi cắt bỏ bộ lông dày, Simon bất ngờ trở nên nổi tiếng trên khắp mạng xã hội. Người đại diện trung tâm cứu hộ thú cưng trên cho biết, thật ngạc nhiên khi thấy một chú chó trong tình trạng đó lông dài thường thượt che kín khắp mặt. Chúng tôi không biết chính xác chú chó này đã bị bỏ rơi bao lâu nên mới dẫn đến tình trạng lông tóc xù xì. Nhưng có một điều chúng tôi biết chắc rằng cuộc sống của nó sắp trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Mọi người tại trung tâm đã quyết định cắt gọn bộ lông cho chú chó mà họ đặt tên là Simon. Bộ lông tóc rậm rạp của Simon nặng khoảng 3 kg và toàn bộ quá trình làm sạch cắt gọn mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Điều đáng kinh ngạc là làn da của Simon vẫn trong tình trạng tốt. Trung tâm đã quay video và chia sẻ trên trang TikTok của họ. Video nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý của hơn 3,5 triệu cư dân mạng. Thưa quý vị, leo rào, bẻ khóa, đột nhập từ cửa trước, cửa sổ, cửa thông gió cho đến cửa sau, trộn vào ban đêm lẫn ban ngày và chỉ một phút lơ là mất cảnh chuồng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Nếu có thông tin cần phản ánh, khán giả có thể gọi về đường dây nóng 028 6272 3288 và email quen thuộc ban biên tập trà dinh hôm nay avonggmail.com. Hẹn gặp lại quý vị lúc 18 giờ 15 phút ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình trà dinh. Còn bây giờ, Kiều Khanh, Hoàng Vĩnh xin kính chào tạm biệt.